Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với lại Cá Quân. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video test cần câu nha. Thì sau bảo trì thì không biết được là AD có fit tỷ lệ của các cần câu hay không. Thì giờ mình sẽ hôm nay mình sẽ test một cái cần câu đơn giản và một cái cần câu chùm câu ở chỗ này trong thời gian qua. Không biết là hôm nay có bị xoán ngôi không. Thì đó chính là cần câu vịt. Rồi đúng rồi, anh em nói đúng còn gì nữa. Thì trước khi vào clip thì anh em cho mình xin một sub kênh và một like comment xuống dưới để ủng hộ mình nha. Rồi ok, thì bắt đầu thế nào. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng cần câu vịt. Rồi bây giờ bắt đầu câu, mình sẽ chỉ câu bóng 3 thôi nha, bóng 3 và bóng 4. Cần nào có bóng 4 thì mình sẽ câu bóng 4. Rồi bắt đầu thôi. Thì đây thì mình sẽ làm nhanh để cho mọi người có thể đỡ mất thời gian, tại vì cũng chả ai có thể ngồi mà xem cả tiếng đồng hồ câu cả. Đấy. Mình cứ câu lên được bóng 3 là mình sẽ làm luôn cho anh em xem, và tí nữa thì đi bán nhá để xem được bao nhiêu tiền. Thì mình cảm giác là cần câu vịt sau khi bảo trì nó ra cá chép với lại cá hồi anh đào rất là nhiều luôn. Cá vương miện thì cũng thấy giảm đi rồi. Chưa thấy con cá vương miện nào đây. Đấy, như anh em đã xem đấy thì rất nhiều cá chép luôn. Rồi giờ mình sẽ đi bán nha. Để xem là sau khi câu 35 lượt câu thì sẽ được bao nhiêu tiền nha. 35 lượt tương ứng với lại độ bền của cái cần câu vịt này nha. Bán cá này. Rồi bây giờ mình sẽ chọn. Ở đây thì mình có một con cá bị thừa cho nên là mình sẽ bỏ bớt ra nha. Mình bị thừa một con cá chép. Để xem là tổng kết được bao nhiêu tiền nha. Thì như anh em đã thấy, ở đây thì có một con có vương miện thôi. Không còn con nào có vương miện luôn. Đấy, và được 1K3 mình một tiền. Mình cảm giác là không được nhiều như trước nữa. Không biết là sau bảo trì này AD fix hay là làm sao đây, hay là do đen đủi đây. Chứ sau khi bảo trì tất nhiên là phải làm bài test rồi để có thể đưa tới anh em một con hàng cần câu, là câu ở camping kiếm được nhiều tiền nhất có thể, để cho anh em có thể lựa chọn phù hợp cày cuốc trong cái thời gian mà AD hút máu như thế này. Thì anh em đấy chưa gì đã bị out ra rồi, mình sẽ vào lại nha. Rồi, ok anh em, cuối cùng thì mình cũng vào được game rồi. Thì bây giờ mình sẽ test cần câu đơn giản nha, để xem là sau 35 lượt thì được bao nhiêu tiền bán cá nhá. Cần này thì nó cũng có độ bền 35 giống hệt như cần vịt, cho nên là mình đã lựa chọn cần câu đơn giản để so sánh với cần vịt, cần chùm camping, liệu có cần nào có thể xóa ngôi được cái cần câu vịt này hay không. Nhưng mà mình thấy cần câu vịt là bán được 1K3 tiền thì có thể là cần này sẽ xoán ngôi được thôi, mình đoán là như vậy. Còn thực tế như thế nào thì anh em cùng vào xem để biết được rõ về cái bảo sau cái bảo trì ngày 14 tháng 9 nhá. Ok, ngay lên đầu tiên là con cá da trơn 101 tiền, và con thứ hai là con vương miện. Bao đây lại là con vương miện tiếp. Mình cảm giác là cần câu đơn giản nó ra nhiều cá ngon hơn là cần câu vịt. Đây là sau khi bảo trì 14 tháng 9 là mình mới có cảm giác như này nha. Thì trước ngày 14 tháng 9 thì tất nhiên là cần câu vịt nó đang thống trị rồi. Thì bây giờ là lại xuất hiện thêm một bóng 4 nữa, bóng cá hiếm ở cái khu vực này. Đây chính là cái bóng 4 của khu vực này. Thì mình cảm giác cần này nó rất là hên luôn ấy. Đã nhiều con vương miện rồi, giờ lại còn ra bóng 4 nữa. Mình cảm giác là cần này chắc nó sẽ xoán ngôi nếu mà mình câu được con bóng 4 này lên này, thì nó sẽ xoán ngôi được cái cần câu vịt kia thôi. Chắc chắn luôn.
tại vì bóng 4 nó bán được tầm xấp xỉ đến hơn 400 tiền nha, nếu mà câu được. Con này khá là chần chừ rồi, lên luôn bạn ơi. Hy vọng là không đứt dây nha. Ôi giời ơi, hơi đen. Hơi đen cho anh, cần câu đơn giản. Và tiếp tục câu nha. Rồi. Bây giờ thì lại khá là ra lắm cá chép, nhưng mà mấy con cá hệ xanh lá thì vẫn còn. Và tiếp tục lại là bóng 4 tiếp nha mọi người. Cần câu đơn giản này cực kỳ là hên luôn. Có lẽ là sau khi ui cần này thì mình giật rất là nhanh rồi, cố gắng lắm rồi nhưng mà vẫn không được nha mọi người. Mình chả hiểu sao luôn. Chắc là do mình chậm một chút xíu. Đấy, lại được một con vương miện tiếp. Thì có lẽ là cần này sẽ là cái cần câu cho anh em kiếm tiền giàu nhất game. Cái cần này có lẽ là trong thời gian tới anh em sẽ dùng để đi câu ở khu vực thác nước này, là cái cần gọi là cần số 1 rồi, tại vì mình cảm giác là nó ra rất là nhiều cá vương miện thì chắc chắn là sẽ xóa ngôi được cái cần câu vịt kia rồi, cần câu vịt kia cực kỳ là ít tiền luôn. Đi mẹ cay tươi nhờ. Thì bán được có 1k3 tiền thôi. Thì ở đây là mình đã có 3 con cá xanh lá vương miện thì mình chắc chắn là sẽ xoán được ngôi được cái cần câu vịt kia rồi. Chỉ chờ vào số tiền nữa thôi. Rồi ok, đã vượt lên rồi mọi người ơi. Rồi, tiếp tục vẫn là vượt lên rồi. Rồi, 2k088 tiền. Vậy là nó đã hơn cần câu vịt 777 tiền. Trong vòng câu 35 lượt liên tục. Tại vì độ bền của hai cái cần này đều là 35 lượt, cho nên là mình sẽ lấy 35 lượt đấy để so tài hai cần với nhau. Thì mình đã tìm ra được cái cần xoán ngôi được cần câu vịt. Thì cần câu đơn giản sắp trong cái sau lượt bảo trì này nó đã vươn lên dẫn trước. Thì trong video sắp tới mình sẽ test với cần câu khác để xem là liệu nó còn giữ vững vị trí này không nha. Rồi thì mọi người nên mua cần câu nên dùng tại vì cần câu này nó cũng rẻ thôi. Mọi người nên dùng cần câu đơn giản này để câu ở camping nha trong thời gian này. Thì mình thấy là nó ra rất là nhiều bóng cá hiếm và bóng vương miện như mọi người đã xem mình review rồi. Thì ok, video của mình cũng xin phép dừng tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở những video về sau và những lần test cần khác nha. Mình sẽ test hết cần cho mọi người xem để mọi người biết được chúng ta nên câu cần nào ở vị trí nào và nó có nhiều tiền, nó có được kiểu là nó thu hoạch bội bội thu hay không. Đấy. Rồi thì mình khuyên anh em hãy dùng cần câu đơn giản để thay thế cho cần câu vịt trong thời gian tới. Và video của mình xin phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em.